Cái tôi nó cao, nó như là một bức tường thành đó các bạn. Các bạn có tạt nước vào thì tường nó vẫn đứng. Bắn tên mà có thể găm trên nó nhưng mà tường nó vẫn đứng, đúng không ạ? Nó sừng sững như một tòa thành. Người ta hay gọi là phòng thủ, hay gọi là một cái thuật ngữ chuyên môn nó là hay gặp á, nó là gọi là bảo thủ. Sự bảo thủ và chính kiến á, nó là một ranh giới cực kỳ mỏng manh. Thường người ta hay lấy cái lý do chính kiến là cho sự bảo thủ, nhưng mà khi người ta khách quan, người ta nhìn là đây là thực sự là bảo thủ. Nếu không nhìn được bản chất á, thì người ta nghĩ nó là chính kiến. Người nào nhìn được bản chất, người ta sẽ phân định ra được là chính kiến hay là bảo thủ. Và thường những người nhìn vào được thì là những người khách quan. Đó, cái tôi. Hạ cái tôi xuống là hạ cái gì? Chẳng hạ cái gì cả. Hạ cái tôi xuống chẳng qua là phát triển cái sự lắng nghe này lên cao nhất. Và có cái góc nhìn khách quan hơn về những sự vật, sự việc. Đừng có đóng mình lại, đừng có phòng thủ. Lắng nghe, phân tích.